Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang đứng ở một nơi và mọi người xem cái khung cảnh ở trên này nè. Nhìn quen thuộc ghê không? Thật ra thì Sang đã trở về nhà sau cái chuyến đi rất là dài ở trong đi biển cùng với Dảnh với lại Tâm rồi nha mọi người. Và sau cái chuyến đi đó, Sang rất là nhớ nhà. Ngày Sang đi thì lúa ở đây nè, nó còn xanh. Nhưng mà ngày trở về thì mọi người có thể thấy là lúa trên đồng đã vàng hết rồi. Có một số ruộng người ta cũng đã cắt hết rồi. Thì thời gian đã lâu đến như thế nào ha. Sang nhớ ngày đi á, Sang có hứa với nhóc Minh á, là khi nào trở về thì Sang sẽ múc một chai nước biển về tặng cho nhóc Minh, cũng như là mang thật nhiều đồ biển về để mà đãi cho mấy đứa nhóc trong nhóm của Sang. Thì ngày hôm nay khi mà trở về á, Sang nghỉ ở nhà một ngày. Sáng hôm nay á, thì Sang tức tốc chạy qua bên mấy đứa nhóc liền để thăm mấy đứa. Tại vì Sang rất nhớ nhóc Minh này, Thái, Quỳnh, Văn này kia. Nên Sang qua thăm mấy đứa để mà hôm nay mình sẽ chơi với mấy đứa một ngày, là một bữa tiệc ăn thật hoành tráng cùng với mấy đứa. Nay rừng ở cho Sang á, đã vào mùa măng rừng rồi mọi người. Hôm nay Sang đi không có nhà thì mấy đứa nó cũng tranh thủ vào rừng để săn măng. Nên bây giờ muốn kiếm được mấy đứa thì Sang phải băng qua cái khoảng ruộng này để đi vào phía trong rừng ở trong kia. Nay thì Sang sẽ vào rừng sáng măng cùng với mấy đứa một ngày, cũng như là chiều chiều về thì Sang với mấy đứa sẽ ghé vào một con suối nào đó để tắm ở suối, chơi với mấy đứa nha, làm một cái bữa tiệc nho nhỏ. Mọi người xem cái cảnh vật ở chỗ Sang đang đứng này, đi xa thì rất là nhớ luôn ha. Mặc dù ở ngoài biển có những cái chỗ rất rất là đẹp, nhưng mà có lẽ là Sang với mọi người mình đã gắn bó với cái nơi này quá lâu rồi. Nhớ từng con trâu, từng cái cây, từng ngọn lúa ở đây. Mấy đứa rồi nha mọi người. Sang tưởng là mấy đứa đi vào rừng săn măng, nhưng mà mấy đứa nó biết Sang về á, nên nó không có đi săn một ngày nha. Nó đợi Sang về đây chơi. Thì hôm nay anh đi cũng hơn một tháng rồi. Trong vòng một tháng đó thì mấy đứa ở nhà có nhớ anh với Tâm này kia không? Nhớ đúng không? Hôm nay về rồi thì anh có hai món quà để tặng cho mấy đứa ở nhà ha. Đầu tiên là đây, Minh biết là gì không? Đây là chai nước biển mà đợt trước Minh gửi đi á. Thì anh có múc một chai nước biển về tặng cho Minh, với lại là một ít hải sản để hôm nay mình làm một bữa tiệc nha. Thì nước biển này á, bây giờ thì Sang sẽ cho mấy đứa nó uống thử cho mọi người. Tại vì mấy đứa nó dặn Sang á là đi về á là phải có ly hết cho. Mày cầm ly đi. Là đi về á là phải múc bằng được nước biển để cho mấy đứa nó nếm mùi vị như thế nào. Bây giờ thì giơ cao cái ly lên, giơ cao cái ly lên. Giờ Sang sẽ rót ra cho mấy đứa nha. Rồi mỗi đứa một ít thôi, tại vì nước biển này đâu không có nhiều đâu. Uống hết á thì không còn nước biển nữa nghe chưa. Giờ thì mấy đứa hửi mùi của nó trước đi. Thơm mùi gì Minh? Thơm mùi nước hả? Giờ thì nước ngọt mấy đứa cũng đã uống rồi đúng không? Nước suối trong rừng uống rồi đúng không? Giờ thì uống nước biển đi.
uống một ngụm cho đã đi, rồi đợt nào sẽ dắt ra biển uống cho đã hơn nha. Rồi uống đi. Gì sao? Vậy sao Minh? Vậy sao? Mặn lắm hả? Đi đợt này về thì Sang có mang về hai món quà. Đầu tiên là nước biển cũng đã cho mấy đứa nó uống thử rồi, thì biết mùi vị rồi đúng không? Ngon rồi đúng không? Còn món quà thứ hai là ở đây một thùng hải sản nha mọi người. Thùng này thì là của Tâm Bắc hả? Thùng này là của nhóm Tâm, nó bảo là của Tâm Bắc ở ngoài biển nha. Nhưng thật ra thì đây là thùng hải sản đây. Ở đây thì gồm có mấy con cua với lại là mấy con cá. Cá này là cá nóc nha mọi người. Cá này là cá nóc ở trên đảo Phú Quý á. Ở trên đó thì người ta bán sang mua ở đây 5 con để về ăn cùng với mấy đứa. Con này thì khá to luôn. Mỗi con này thì trên 1 ký mấy á, nếu mà chưa mần á là 2 ký, người ta mần ruột ra rồi thì còn được khoảng 1 ký mấy. Đây là con cá bò hòm nha, con cá nóc hòm nha. Ở đây thì được 5 con, với bên đây là con cua huỳnh đế. Đây là con cua huỳnh đế Sang mua ở trên đảo luôn nha mọi người. Cái con này thì nhìn rất là lạ luôn. Lúc về thì Sang thấy người ta bán nhiều quá nên mua về cho mấy đứa nó ăn. Ở đây thì Sang mua 10 con nha. Do vận chuyển xa quá nên Sang phải đông đá mới mang về được. Thì đây, thấy con cua này bao giờ chưa? Chưa đúng không? Nhìn khá là lạ luôn, Sang cũng chưa ăn nó bao giờ hết cả mọi người. Nên hôm nay thì sẽ ăn thử cùng với mấy đứa để xem cái vị nó như thế nào nha. Nhìn nó thì đẹp lắm. Mà mấy con này thì đông đá hết rồi nên giờ bưng xuống dưới kia rã đông cho nó đi mấy đứa ơi. Rồi bưng xuống đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ bưng xuống suối nha. Hôm nay thì mình sẽ chế biến mấy con này cũng như là tắm suối ở đây một ngày nha. Rồi cho nước vô đi. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ cho nước vô phía trong nha mọi người, để rã đông cho mấy con này xong rồi mình mới chế biến. Tại vì cái con này là phải đông đá mới vận chuyển đi được xa. Đây lúc Sang mua thì nó còn sống nhưng mà bây giờ thì nó đã đông đá rồi. Nhìn màu nó khá đẹp luôn. Con cua với lại là mấy con cá nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới rã đông ra xong nha mọi người. Và đây là mấy con cua đây nè. Con cua huỳnh đế này thì nhìn nó rất là lạ luôn nha. Cái phần chân phía dưới thì nó bám phía dưới cái phần mai của con cua. Và phần đít nó chỉ có tí xíu đây thôi mọi người. Đây là phần đít của nó này. Chỉ có tí xíu thì xíu thôi. Không có gì phía sau đây hết cả. Còn cái càng của nó là như cái móc câu như thế này. Cái con này Sang mua trên đảo Phú Quý thì giá nó khá là rẻ so với ở trong đất liền nha. Cái con này là một đặc sản ở đảo Phú Quý mọi người. Người ta bán ở ngoài đó thì có 600 mấy một ký thôi. Còn cái cua đông đá thì còn rẻ hơn nữa. Nhưng mà ở trong đất liền nó gần tận tới gần 2 triệu một ký. Ở đây thì Sang mua 10 con. Mỗi con này thì được khoảng nửa ký nha mọi người. Rất là nặng luôn. Còn đây là con cá bò hòm. Cá bò hòm con nào đẹp đâu. Con này nè. Đây là con cá bò hòm. Mọi người xem con này nè. Nhìn khá là lạ luôn nha. Nó thì nhìn giống như là một cái hộp vậy đó mọi người. Tại vì cái phần vảy nó rất là cứng. Nó cứng cực kỳ luôn. Dù Sang đã rã đông nhưng mà bóp nó vẫn không vào nha. Nó chỉ có phần đuôi đây nè. Phần đuôi đây là mềm lúc lắc nha mọi người. Con này là dòng họ của con cá nóc nha. Nhưng mà không có độc. Ăn nó rất là ngon. Nay thì anh mua cái này cũng không biết là món gì cho ngon. Nên thôi thì cứ gói với lá sen để nướng nha. Là món của rừng thôi. Dù là đồ biển nhưng là món rừng. Đơn giản nhưng mà lại ngon nha. Thì mấy đứa nó vừa mới đốt cho Sang một cái đống lửa cạnh bên cái bờ suối nha mọi người. Còn bên đây thì Sang bây giờ sẽ chuẩn bị chế biến mấy con cá với mấy con cua nha. Thì cá với cua ngày hôm nay cứ làm món là gói lá sen nướng cho đơn giản á mấy đứa. Tại vì những cái món đơn giản như thế này đi vào suối sẽ rất là ngon. Tại vì mình còn bỏ ra thời gian để tắm suối cho nó đã nữa. Thì ở đây Sang có chuẩn bị là một cái thùng lá sen với lại là mấy con cua như thế này. Giờ thì làm cá trước đi ha. Rồi Quỳnh bưng hai tay nè. Rồi bỏ một con cá lên phía trên. Rồi bỏ lại. Gấp lại. Đó gấp lại đơn giản như Quỳnh nha mọi người. Khi mà con cá mình nướng á, mình đặt lên mình nướng á, thì nó sẽ thơm mùi lá sen. Cái lá sen ra như thế này nè. Xong rồi bỏ 3 con thôi nha. Bỏ nhiều quá thì gói cái lá sen không đủ ấy. Đó. Rồi gói lại.
Rồi tiếp theo là dùng cái màn nhôm này quấn phía ngoài nha. Đây xé đi vậy. Phía bên đây là con cá mà Sang vừa mới quấn xong nè mọi người. Nó sẽ hình dạng như thế này nha. Cứ đặt lên nướng thay cho cái nồi luôn. Làm kiểu này đi rừng đi suối thì nó tiện lắm, không cần phải tốn cái nồi, không cần phải mang theo. Con này to ghê ha. Đây là con cá to nhất luôn mọi người. Nhìn nó khá đẹp luôn á. Đây là phần miệng của nó này. Còn đây là con mắt của nó. Cái đuôi nó thì lủng lẳng như thế này nè. Còn hai con thôi. Vào trong cái giấy bạc như thế này nha mọi người. Bây giờ thì cái món này cực kỳ đơn giản luôn. Cứ gói vào xong là đặt lên trên lửa than. Khi nào thích ăn thì móc ra ăn nha. Không sợ bị khét do có lá sen nó che lại mọi người. Theo giờ thì đặt lên đi mấy đứa ơi. Đặt gọn gọn lên. Rồi Sang với mấy đứa sẽ đặt hết toàn bộ mấy con cua mấy con cá lên phía trên nha. Đó, cứ cho hết lên như thế này thôi. Ui nóng. Rồi cho lên đi, cho lên đi. Đó, như vậy nha mọi người. Là một hồi mấy con cua mấy con cá nó tự chín nè, không cần phải đặt lửa nhiều nha. Tại vì có một ít than phía dưới thôi là con cá nó cũng sẽ chín. Mấy con cá mấy con cua này á, thật ra thì có nhiều cách chế biến khác nhau để cho nó ngon hơn. Nhưng mà mọi người biết tại sao Sang thích chế biến những cái cách đơn giản không? Tại vì thời gian để mình chế biến món ăn á thì mình cứ làm cho nó đơn giản nhất để dành ra nhiều thời gian á để có thể là đi tắm suối, đi bơi nha mọi người. Hổm rài thì tắm với rảnh tắm ở ngoài biển đã chưa? Nhưng mà về quê tắm đã hơn đúng không? Tại vì mọi người xem suối ở dưới quê cho Sang này, nhìn nó đẹp lắm. Thì ở dưới quê cho Sang cứ vào mùa nước lũ như thế này thì có một cái trò rất là vui, là trò chuột miếng mút. Cứ nằm lên miếng mút giống như chuột sống nha mọi người. Rồi thả trôi theo dòng nước cho nó trôi đi xuống tận tích dưới kia, xong rồi đi bộ ngược lên. Giờ thì mấy đứa sẵn sàng chưa? Rồi 1, 2, 3 trượt đi. Đó mọi người xem này, trượt giống như rảnh nha. Trượt giống như mấy đứa nằm lên miếng mút, nó sẽ nổi lên nha mọi người, và nó sẽ đẩy mình đi trôi tới đâu thì nó trôi tới đó nha. Mà từ trong rừng chảy ra mọi người thì nước rất là lạnh luôn, nên Sang với mấy đứa bơi một tí xíu thì bơi không nổi nữa nha. Quay lên đây thì mấy con cua mấy con cá chắc cũng đã chín rồi, tại vì nướng trong giấy bạc này thì rất là nhanh chín nha. Nên thôi giờ thì mấy anh em mình dọn ra ha, để mà chuẩn bị ăn. Khi nào mà ăn no rồi chuẩn bị bơi tiếp ha. Bây giờ thì đây đây, Sang bóc ra đây. Từ từ xé con cá sao, bóc con cua trước đi. Đây là mấy, ui thơm cực kỳ luôn mọi người. Rồi xé đi dãnh, xé cái này ra đi. Rồi mấy đứa bóc ra đi. Đây, giờ Sang sẽ mở ra nha. Đây là phần lá sen phía trong này. Đây, giờ bóc nè. Nóng lắm luôn á mọi người ơi. Cứ từ từ thôi. Đây, chạy hết gạch ra ngoài luôn. Đây là phần cua này. Đó mọi người xem con cua đã không? Thơm, thơm cực kỳ thơm luôn. Cá thì mình sẽ bỏ vô dĩa nha, còn cua thì bỏ ngoài thôi, không cần bỏ dĩa, coi chừng gãy càng. Đây, giờ sẽ bỏ qua một bên, nóng lắm á mọi người. Nướng kiểu này thì nó nóng cực kỳ. Hai con, ba con. Tiếp tục mình sẽ xé con cá nha, để xem phía trong nó chín chưa. Rồi banh ra hết luôn. Chín chưa? Cua nó mềm như ta. Khi nãy mình chưa nướng á mọi người thì nó rất là cứng luôn. Nhưng mà nướng xong mọi người xem này, cái vỏ nó mềm hết luôn nha. Nó bể bể ra hết luôn. Đó, đây là phần con cá mà Sang nướng lá sen này. Cái này chắc phải để trong lá sen cho nó nguội quá, xé cái con kia ra đi. Để anh đổ ra cái
Nay thì Sang mua 5 con cá bờ hòm với lại 10 con cua, nhưng mà thôi chừa lại 2 con cá bờ hòm với lại mấy con cua để cho mấy đứa nó mang về nha. Sang với mấy đứa sẽ ăn bao nhiêu đây thôi, tại vì có mấy đứa ở nhà nó cũng chưa ăn tới á. Thì nay anh với lại Dảnh với lại Tâm đi biển về, đãi cho mấy đứa ở nhà một cái bữa ăn ngon ngon ha. Nên bây giờ thì mình ăn cho đã xong một xíu tắm tiếp nha. Thì đây là cá bò hòm Sang với mấy đứa nướng xong mọi người, nó thì nó sẽ như thế này nha. Đây là cái cục thịt của nó này, nhìn rất là đã luôn. Rồi dắt dắt chanh vô chén muối chanh đi. Rồi cho mấy đứa nó dắt vô nha. Còn Sang thì bây giờ dắt lên trên đây luôn. Đó, cho nó chua chua một hồi ăn cho đã. Cứ rưới chanh lên phía trên con cá bò hòm nha. Giờ thì Minh chắc là chưa ăn cái con này bao giờ đúng không? Nên giờ thì đây là một phần thịt của nó nè mọi người. Đó, mình bóc ra như thế này nha. Đó, nó sẽ có lớp bề của này nè. Toàn là thịt thôi, cái con này thịt nói chung là nhiều cực kỳ luôn. Mọi người thấy cục thịt của nó không? Người ta gọi cái con này là con gà nước á. Ui, cái cục thịt của nó kìa. Nhìn khủng khiếp cục thịt đâu. Rồi, giờ thì đây là một miếng thịt của nó này. Cầm hai tay nha. Để nó rớt á. Đây, của sâu đây. Ui, của sâu đây. Ba con cá bò hòm mà Sang với mấy đứa lấy ra được ở đây mấy miếng thịt. Mọi người xem miếng thịt nào, miếng thịt nấy này. To khủng khiếp luôn. Cái con này nói chung là mình chỉ bỏ cái phần xương với phần vảy thôi. Tất cả còn lại cái phần mình của nó toàn là thịt á. Nhìn đã lắm mọi người. Thôi giờ thì chấm đi quét đi. Giờ thì Sang sẽ chấm nha. Đây. Rồi, mình bỏ miệng cắn đi mình. Rồi ăn đi. Rồi, ăn đi cho con mọi người nha. Biết cái mùi vị của biển nha mọi người. Ngon không anh? Dạ, cái vị nó làm sao, cái mùi nó làm sao? Cái mùi của cá gì nó sạch luôn. Mùi cá hả? Dạ. Cá biển mà nó bảo là giống mùi cá thì sao cũng chịu luôn. Thôi mời các mọi người nha. Ôi, ngon ta. Nó giống thịt gà mọi người. Nó mềm mềm mà nó có sợi giống thịt gà, là mọi người xem nè. Cầm chén thôi. Đây. Đây là một mé bên lưng của nó mọi người. Ăn một mé này là mình ngán luôn á, tại vì nó khô lắm nha. Không biết là Sang nướng kiểu này nó khô hay sao á. Cái phần thịt nó rất là khô luôn. Nhưng mà nói chung nó khá ngon á. Ở đây con cá này á, ăn là gần như không bỏ cái gì luôn mọi người. Cái con cá này á là dòng họ của con cá nóc, nhưng mà thật ra nó không có độc nha. Cả phần gan nó mình cũng ăn được luôn. Và gan nó ăn cực kỳ béo luôn nha mọi người. Cái con này thậm chí có trứng nè. Ăn thử đi, ăn trứng được mà. Đây là phần trứng của nó nè. Sang thử. Phần trứng nó thì béo lắm đó nha mọi người. Béo cực kỳ béo luôn. Bây giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới ăn cá xong. Cá thì sao mấy đứa? Ngon. Quá ngon luôn đúng không? Ở dưới núi thì đâu có bao giờ mà có cơ hội để ăn như thế này đâu. Chỉ có đi biển xong mang về thôi. Tại vì trên đây cũng không có ai bán con cá này để ăn đó mọi người. Thôi giờ thì cá của ăn xong hết rồi, nên giờ mình sẽ đổi qua ăn cua nha. Thì ở đây sẽ có 8 con cua nha mọi người. Sẽ để dành lại 2 con nha. Thì giờ đây. Đây, cho ăn một con. Tâm, rồi bóc đi. Mỗi đứa bóc một con đi. Còn đây chừa một con nè mọi người. Đó, còn đây là con của Sang. Bây giờ thì mọi người xem con cua này nè. Nướng xong thì nó nhẹ hiều luôn. Rồi tách đi mấy đứa ơi. Bẻ bẻ cái chân nó ra đi ha. Bẻ hết mấy cái chân nó ra. Bỏ lên đây. Bẻ chân lên. Mấy cái chân thì mấy đứa sẽ bẻ ra như thế này nha mọi người. Sang cũng không biết là tách nó kiểu nào. Tại vì phần mu nó cũng to quá, nó ôm hết phía dưới á. Rồi tách thử coi nhanh. Có được không? Bỏ con này thì nó không có cứng nha mọi người, nó cũng không dày lắm. Đó. Đây là cái phần phía trong của con cua này.
đó, nó có gạch nha, nó có một ít gạch với lại một ít thịt ở đây. Giờ sang tách ra con cua này xem có nhiều thịt hay không nha, tại vì trên đó người ta quảng cáo là con này gạch nhiều lắm, với lại là một cái đặc sản ở đảo Phú Quý á mọi người. Tách ra cái dãnh này, dãnh hồi nãy tách sao ta? Bẻ hết cái giò chứ. Bẻ hết cái giò hả? Nè em đập tách đường. Đó, ui. Cái con này nói chung là khó tách đó mọi người. Đây là cái phần phía trong của nó này. Ồ, cái phần này thì mọi người xem này. Khá là nhiều thịt luôn nha. Còn đây là phần mu. Phần mu nó thì có con có gạch, có con không nha mọi người. Đây là phần thịt phía trong của nó này. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đứa nào tách ra được thì có ăn không? Đây là phần thịt phía trong đó nè. Cái phần thịt khá ngon luôn á mọi người. Phần thịt nó ngọt mà nó béo lắm nha. Chỉ có cái là mình không có thể là cầm nguyên bệ để mình cắn được á mọi người. Tại vì nó dính hết vô trong cái ấy luôn. Ta cắn thử nha. Cắn luôn cả cái lớp này mềm mà, cắn luôn. Đó, cắn như mình nè. Mềm mà đúng không? Dạ. Mềm mà nó ngọt lắm mọi người. Mình không cần phải bóc ra đâu. Đây sẽ cắn luôn cái này nha. Cái con này toàn là thịt thôi. Nếu mà biết cách bóc thịt ra còn ngon nữa. Cái vị cái con này so với con cua hoàng đế á mọi người thì nó ngon hơn nhiều nha. Cua hoàng đế thì rất là mặn, nhưng mà con cua này á phía trong nó ngọt nè, nó thơm, nó béo. Ăn của nó giống như ăn vị nó giống như là vị con bò biển mà đợt trước sẽ ăn ở trong rừng á mọi người. Cực kỳ ngon luôn á. Chỉ tiếc có cái là nó không có gạch thôi. Nếu mà nó có gạch chắc còn ngon nữa. Đây sẽ cắn luôn cái này nha, ăn luôn cả cái vỏ luôn mà, mềm mà. Còn đây là cái phần gạch phía trong con cua này mọi người, nó chỉ có một miếng như vậy nè. Giờ sẽ lấy cái phần gạch này ra ăn thử xem. Ui cũng khá nhiều á. Đây mời cả mọi người nha. Ui gạch con này béo cực kỳ luôn. Nó giống nó ngon hơn là gạch của con cua Cà Mau luôn nha mọi người. Nhưng mà nó lại không có được nhiều gạch thôi. Nó chỉ có hai miếng nhỏ nhỏ hai bên. Còn đây là cặp càng của con cua hoàng đế nè mọi người. Nhìn nó giống như là cái mỏ lết đây nha. Đó, nó có dặn dặn như nè. Giờ sang thử cắn ra xem phía trong nó có cái gì hay không. Tại vì cái càng nó dẹp đép. Cũng có một ít thịt đó, nhưng mà không nhiều. Chắc là do cái con này nhỏ quá mọi người, thịt nó bỏ ra hết luôn. Mà thịt càng ngon hơn đúng không? Thì sang với mấy đứa vừa mới ăn xong mấy cái món quà từ biển mang về nha mọi người. Thì ngày hôm nay sang cũng về nhà kết thúc xong chuyến đi dài rồi. Có lẽ thời gian sắp tới sẽ tiếp tục đi rừng cũng như làm những cái video ở nhà cho mọi người xem. Còn khi nào có dịp thì sang sẽ dắt nguyên toàn bộ nhóm của sang đi ra biển, đi ra đảo chơi một vài chuyến cho biết ha. Clip của sang ngày hôm nay có lẽ đến đây thôi, nên sang sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu quý Sang, yêu quý mấy đứa, mọi người cho xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang với mấy đứa, chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.